Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Xíu. Hôm nay thì tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt các dòng máy Sony BB từ đời BB1000 đến đời BB-E Slim là đời cuối cùng. Thì đây, máy này là máy 2000, máy này máy 3000, máy này máy 1000. Máy này là máy E Slim là đời cuối cùng, con này là con máy BB Go. Máy BB Go là máy trượt lên trượt xuống nhá. Thì bây giờ hôm nay tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt luôn và nói luôn cái ưu nhược điểm của nó. Tôi sẽ cho nó lên để nhìn cho nó dễ. Cái này là để dựng con máy Switch ấy mà. Tôi sẽ cho máy PP lên đây để các bạn nhìn cho nó dễ. Đầu tiên là về dòng máy BSB 1000. Thì dòng máy này nó sản xuất từ năm 2004 nhá, từ năm 2004 ấy. Thì đây trên tay mình là con máy Sony BB1000. Đó. Dòng máy Sony BB1000 thì nó sẽ có G hai đầu như thế này. Nhá. Khem U MD ở giữa, còn hai phía hai bên này là G. G nó lồi lên. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó lồi lồi lên. Còn mặt trước thì nó sẽ là bóng nhá. Đó. Mặt trước là bóng. Nút Sony nó ở giữa này. Đó, BSB nó ở giữa này, PlayStation nó ở trên này. Để phân biệt nó là hàng các bạn mua để phân biệt nó là hàng fake ấy. Tôi nghĩ là nó là kiểu MV4 ấy. Muốn phân biệt là hàng chính hãng hay không ấy thì các bạn phải vào xem nó có phần system setting này. Và xong rồi vào system information nó phải hiện như này, system software này, nickname này, MAC address này. Như thế thì nó mới là chính hãng nhá. Còn nếu mà các bạn mua mà ở ngoài ấy, mà nó toàn là máy giả, máy nó là máy MV4 chẳng hạn, ZXD, BVB chẳng hạn thì đấy nó không phải là của Sony đâu, nó chỉ là máy fake đấy, nó phải nó không phải là BSB đâu nhá. Này BB1000 này, loa nó sẽ là hai phía hai bên ở dưới này. Nhá. Bây giờ tớ sẽ chỉ hướng dẫn cách phân biệt thôi, còn trước nữa tớ sẽ nói ưu nhược điểm. Con máy này thì nó hết sản xuất vào năm 2007. À đúng rồi, hết sản xuất vào năm 2007, BB1000 nhá. Tiếp theo là dòng máy Sony BP2000. Dòng máy BP2000 thì cả mặt trước mặt sau thì nó đều là vỏ bóng. Đây này, nút home thì nó sẽ là hình quả chám như này. Trước nữa nó sẽ khác với BP3000 ở chỗ là khác ở trong mấy cái chỗ nút home này thôi. Còn thực chất là BP2000 và 3000 lắp chung vỏ nhau được nhá. Các bạn có thể lắp 2000 vào máy 2000 này vào vỏ 3000 được nhá. Cứ mua ở ngoài cẩn thận là nó lắp mua 3000 nó thành lắp vỏ 2000 đấy nhá. Này nút home này nó sẽ nút hình quả chám như thế này. Vẫn chữ BP ở đây. Nha. Con này thì bắt đầu nó sản xuất vào năm 2006. Nha, 2006 thì nó bắt đầu sản xuất BP2000. Nó cả hai mặt trơn nó sẽ ở dưới, ở hai phía nó sẽ là mặt trơn. Nó không gồ lên như 1000 nhá, 1000 thì nó sẽ gồ lên. Các bạn nhìn này, 1000 thì nó sẽ gồ lên hai phía hai bên như thế này. Đó. Máy 2000, 3000 thì các bạn có thể lắp được pin của máy Sony BP1000 được. Nhưng các bạn phải mua thêm cái nắp pin gù. Tớ gọi là cái nắp pin gù, cái đấy thì tớ bán 50.000 thôi. Có nghĩa là cái nắp pin đấy nó các bạn có thể là dùng để gắn được pin BB1000 vào các máy 2000, 3000. Đây này, tớ đang gắn pin BB1000. Pin 1000 là pin 1800 nhá. Còn pin BB2000, 3000 là pin 1200. Đây này, pin của tớ là pin xịn chính hãng luôn nhá. Các bạn muốn lắp được cái pin này vào đây ấy, và để che được cái pin này thì bạn phải mua cái nắp pin gù nhá. Đây, nó thì cấu hình thì nó y như 1000 thôi, nhưng mà được cái là mặt trước và mặt sau thì nó bóng, nó dễ phân biệt nhá. Các bạn cầm nó bạn biết luôn, nút home nó hình quả chám này. Đó, nó mỏng hơn và nó ở dưới nó không bị gồ lên. Đó là cách phân biệt giữa máy 1000 và máy 2000. Đó, bạn thấy chưa? Máy 1000 thì nó sẽ gồ lên này. Mặt trước mặt sau thì là nó mặt bóng luôn này. 1000 thì mặt trước bóng này, mặt sau nhám này. Các bạn nhìn thấy không? Đó, bên này là 1000 này, cái này là 2000 này. Đó. Thứ ba là BP 3000. Trên tay tớ là đây, BP 3000. Về nói chung thì BP 3000 và BP 2000 là y như nhau. Lắp chung vỏ sang nhau được. Nó chỉ khác mỗi nút rồi. Các bạn nhìn này. Nút home này. Đó, nó sẽ là chữ BS.
Với cả hình nó là hình như này cơ. Nó không phải nó không phải hình như này. Đây, con đang bật của tớ là con hạng 2000. Con đang cầm trên tay là con 3000. Nhá. Nó y như nhau. Này, loa ở trên này, cũng ở trên này. Sony, chữ Sony nó cũng ở đây nhưng mà ở đây không thấy. Sony nó ở phía bên tay trái. Nhá. BP3000, chữ Sony nó ở phía bên tay trái. BP2000, chữ Sony nó ở bên tay phải. Này. Cái này là 3000 này. Cái này 2000 này. Nhá. Đó. Này, Sony BP3000. Thì cái chữ Sony nó sẽ ở phía bên tay trái là BP3000. Còn BP2000, Sony nó sẽ ở bên tay phải. BP3000 nó bắt đầu sản xuất từ năm 2009 nhá. 2009 đến năm 2010 là nó hết sản xuất rồi. BP3000 ấy, BP3000 là năm 2010 là hết sản xuất nhá. Còn nó sản xuất bắt đầu từ năm 2009. Nó còn giữa năm 2008. Tiếp theo là xong có BP Go. BP Go này. Bé này, bé xíu xíu này thôi. Trượt lên trượt xuống được. Đó. Con này thì nói chung là phân biệt dễ rồi. Cái trượt lên trượt xuống này như dễ. Còn nếu các bạn muốn phân biệt máy fake của BP với cả máy fake hay không ấy, thì các bạn phải vào cái phần system setting này cơ. Thứ nhất là phải vào system setting, nó phải hiện được dòng system software này, nickname này, MAC address này. Không có dòng máy nào nó fake được đến như thế nhá. Phải vào phần chữ about BP này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó phải có như thế này cơ thì mới là hàng chính hãng. Còn không là các bạn mua ở ngoài không cẩn thận nó chỉ là cái vỏ nhìn nó giống thôi nhưng mà thực chất là nó không phải là BP. Nó là máy M13, M14 gì đấy bọn nó giả thôi. Thì nó chỉ chơi được máy mấy cái game kiểu 4 nút, 6 nút thôi chứ không chơi được game BP với BP1 đâu nhá. Còn hàng chính hãng nó sẽ chơi được rất mượt game BP và BP1. Các bạn nhớ nhé. Nếu các bạn muốn phân biệt hàng chính hãng hay là hàng fake, các bạn cứ vào phần System Information và cả About BP. Nó phải có hai dòng đấy nhá. Dòng BP Go này thì nó bắt đầu sản xuất từ năm 2011 và đến 2012 thì nó ngừng luôn. Dòng này thì thứ nhất là tớ không nói về ưu nhược điểm vội thì tớ chỉ đang dạy cách phân biệt thôi. Dòng này thì nó sản xuất chỉ được 1 năm thôi tại vì cái doanh số bán ra nó kém nhưng mà tớ thấy con này nó rất là hay. Nhưng mà chút nữa tớ sẽ nói ưu nhược điểm tại sao nó bán như thế. Nó bán không ai mua được là như thế nhưng mà nếu mà cầm con này thì tớ rất là thích. Đối với những ai tay bé thôi. Tiếp theo thì tớ sẽ là đời cuối cùng. Đời cuối cùng hiện tại là con BP Slim là con nó đời cuối cùng này thì các bạn nó sẽ thấy con này thì là vỏ nó nhám toàn bộ cả mặt trước mặt sau nhá nó nhám toàn bộ luôn nó thiết kế kiểu nguyên khối luôn đó các bạn nhìn thấy chưa nó nhám toàn bộ đấy loa nó sẽ phía phía bên này nhá dòng BP nó đây chữ Sony nó là chữ in chìm nhá. Con này nó thiết kế lấy cảm hứng y hệt từ con iPhone. Con này nó in chìm chữ Sony này các bạn này. Tất cả các con khác là Sony nó chỉ in nổi thôi. Nó in rất là kiểu lởm chởm in nổi. Này từ 1000, 2000, 3000 đến Go thì nó in nổi luôn ở trên bề mặt. Nên nhiều khi các bạn dùng nó hay bị bay màu. Bay cái chữ BP này. Đến BP Go nó đã khắc phục được cái là do chữ BP này nó để ở dưới mặt kính nên là cái chữ BP này thì nó sẽ không bị bay đi. Đó chứ còn nếu các dòng khác này BP chữ BP nó ở trên đầu này Sony ở trên đầu này các bạn dùng lâu các bạn cựa cọ này ở chỗ này nó sẽ mờ mờ đi ngay nhá đó đến thì đến cái giờ đời cuối cùng thì nó đã khắc phục được một số cái nhược điểm như thế được cái chữ Sony bắt đầu nó khắc chìm này hai phía dưới hai bên là mặt nhám này nhám hết luôn nó thiết kế nguyên khối và pin là pin liền luôn các bạn tháo ra là chỉ có ấy thôi về mặt thực chất là con này nó rất là đẹp màn hình so với màn hình con 2000. Bây giờ cái chữ BP ở con này như này. Con này thiết kế ở chỗ này, nó không phải là cảm ứng đâu nhá. Chỗ này là bấm xuống được. Đây là BP Slim. BP Slim này thì nó bắt đầu sản xuất từ năm 2011 và nó hết sản xuất vào năm 2014. 2014 là nó hết sản xuất rồi để nó làm ra máy bét Vita 1000. Đó là tớ đã phân biệt xong xuôi rồi nhưng mà đây nếu các bạn muốn phân biệt được máy nó là máy chính hãng hay là chỉ máy fake thì các bạn vẫn phải vào phần System Information với cả About BP này nhá. Thì nó mới phân biệt được chứ không là các bạn mua phải nhầm máy fake đấy. Máy fake là máy kiểu vỏ ngoài thì giống BP mà ở bên trong nó thực chất là cái máy MP3, MP4 gì đấy nhá. Bây giờ tôi sẽ nói về cái ưu nhược điểm thì nó sẽ là như thế này. BP thứ nhất là BP 1000. BP 1000 nói chung là khi mới ra thì con này nó rất là hot, cực hot luôn.
Nó ra cùng thời PS2 đấy ạ, với cả máy Wii. Nintendo Wii thì ra vào năm 2005, thì con này nó ra vào 2004 và bán chạy rất chạy cùng PS2 luôn. PS2 dày á, nó là làm mưa làm gió ngày xưa đấy. Con này thì thực chất là ưu điểm thì không phải nói rồi, nó rất là hay, nhưng mà nó có lại có nhược điểm. Mỗi con đây chút nữa sẽ tớ sẽ nói nhược điểm của nó tại sao. Nhược điểm là thứ nhất là nó thiết kế theo kiểu như này, nó không lại thẳng. Nó nhiên lại còn lồi hai bên này, như là nhiều khi mình cầm nó không thích. Mình để trên mặt bàn tự nhiên mình thấy một chỗ nó hở ra, nhìn nó không, thứ nhất là nó cũng không thấy là đẹp mắt, thứ hai là những cái chữ này này nó dễ bị bay mờ, thứ ba là đặc điểm chung của dòng này là lỗi lỗi của analog này và cả thanh ngang này, con nào rồi cũng bị thôi. Mình khắc phục chỉ một chỗ, khắc phục chỉ có cách là câu dây từ analog này thẳng xuống bên. Rồi với dòng BB1000 nhá, vì dòng BB1000 hay 2000 nó dùng thạch anh, để nó kết nối giữa cái con analog này xuống bên này, thì nó xoa qua một cái lớp silicon đấy, thì dùng lâu ngày cái lớp silicon đấy nó mỏng mỏng đi, thì bắt đầu là nó bị gây dị nước trôi. Cách khắc phục là chỉ có hiện tại là câu dây hẳn từ con BP này, nghĩa là hàn dây ấy, câu dây ấy, câu dây từ cái củ analog này xuống hẳn bên thì nó sẽ hết, hoặc nó đỡ, hoặc là chỉ có cách là dùng phần mềm tên là Joysen thì để block cái analog đi, có nghĩa là mình không dùng nữa, nói chung là không dùng nữa, mình dùng nút debug này thôi. Nhắc đến là đặc điểm chung mà con nào cũng sẽ bị thôi. Con này nó từ năm 2004 mà đến bây giờ nó mười mấy năm rồi, gần 20 năm rồi. Nói chung là tôi thấy nó cũng là rất ổn. Nếu để mà chơi giả lập retro hay là PS1, PS2, à PS1 mình không chơi được PS2 nhá, chơi PS1 này, PSP này rất ổn. Cái đấy là cái thứ nhất. Bây giờ đến con 2000. 2000 bắt đầu ra vào năm 2006. Thì bán thì nó chậm hơn con 1000, thì thực chất là người ta vẫn chuộng con 1000 hơn. Cái ưu điểm con này thì cũng chơi game như BB 1000 và 3000 thôi. Ưu điểm thì nó cũng như thế. Có ưu điểm nữa là nó mỏng hơn, nhưng mà đi cùng với là nó nhẹ hơn. Vì nhẹ hơn nó chính là cái nhược điểm của dòng máy này, vì cầm nó nhẹ như tờ giấy, cầm như đồ chơi ấy. Và thứ hai là cái nhược điểm của nó là nó thiết kế bóng quá, nó dễ bị xước theo thời gian. Nếu bạn nào mua mới thì nhìn nó có vẻ đẹp, nhưng mà dùng qua thời gian nó sẽ bị bay màu ở cái chỗ này, mà sau mà các bạn dán ni lông ấy, sau mà bóc ra nó sẽ bị bay lớp sơn này. Lớp sơn này rất là lởm chởm, lớp sơn này nhá, lớp sơn này nếu các bạn dán cái ni lông mà các bạn bóc ra nó sẽ bay luôn cả lớp lớp sơn này. 2000 3000 nó gọi black, nó gọi là black piano. Nhược điểm của con này nó cũng là lỗi thanh ngang này, với cả liệt nút nút phím phía bên này, nó hay rất hay là bị liệt, đấy là nhược điểm của con này. Còn không còn nhược điểm nào nữa, con này chơi nó cũng ok hoàn hảo, nói chung 1000 2000 tất cả các dòng nó đều chơi hoàn hảo hết, nhưng mà mỗi con nó sẽ có một nhược điểm riêng. Bắt đầu đến dòng 3000. Dòng 3000 thì nó thiết kế y như 2000, nó chỉ khác ở một chỗ rồi là cái nút thanh ngang này. Và khác cái cực kỳ khác luôn ở chỗ màn hình. Màn hình thì con BP3000 nó bị lỗi ở phần cứng. Cái đấy do Sony sản xuất, nó bảo thế luôn. Phần cứng không khắc phục được, có nghĩa là con 3000 này này, nó khi ở trên màn hình ấy thì nó sẽ có một bị sọc ngang, có nghĩa khi các bạn ấn nút di chuyển này này. Các bạn ấn nút di chuyển ngang này nhá, thì nó sẽ có một bóng mờ nó nhìn theo sau. Nếu các bạn nào mới dùng 3000 thì các bạn sẽ không nhìn thấy, nhưng các bạn nào đang dùng 3000 Go hay là con E Slim này hay con 2000 này mà chuyển về cái máy 3000 này, thì bạn sẽ thấy là ở cái con 3000 này này, khi các bạn di chuyển sang ngang này này, sang trái sang phải, bạn sẽ thấy ngay có một cái dọc nó đi theo. Cái đấy là lỗi phần cứng của Sony, nó bảo là cái này là lỗi phần cứng của con 3000 mà không khắc phục được nhá. Và con nào cũng bị luôn. Đấy là cái về cái nhược điểm của con 3000. Cái nhược điểm từ đấy là các nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai là con này nó rất hay bị lỗi màn hình. Lỗi màn hình là lỗi cái sọc, tự nhiên có một cái sọc dài dài, dài như này. Và con nào đa số là bị 10 con phải bị 6 7 con. Mà cái này tôi thay màn hình BP3000 là rất là nhiều luôn. Cái đấy là lỗi thứ hai. Cái lỗi thứ ba của con này là nó hay bị liệt liệt nguồn, có nghĩa là các bạn cắm nguồn, cắm pin vào thì nó không lên nguồn, nhưng mà cắm dây vào thì nó lại lên nguồn. Con đấy cái đấy là do cái bộ phận IC nguồn ở trên con PP3000 này, các bạn chỉ có việc tháo ra đóng lại xong rồi là xong thôi, nhưng mà phải mở bê ra làm hàn lại một tí đấy. Đấy là cái nhược điểm của con 3000 này này. Con 3000 này thì nó lại có hai đời. Một đời thì đời đời 3000 đời đầu á, thì nó sẽ có ở mạch ở chỗ phía bên này, nó không không có led này,
Các bạn, cái đấy là tớ chỉ nói được với những ai là thợ thôi, tại vì thợ mở ra mới biết được. Tớ sẽ không nói sâu sâu quá bên trong này vì nó sẽ khác hơi tím ở chỗ phía bên này, ở trong cái mạch bên trong cơ. Thì màn hình nó lỗi thì đấy là điều chuyện đương nhiên rồi. Và nguồn nó lỗi là cái đấy nhược điểm thứ hai. Còn thực chất là nó không lỗi. Con này thì thanh ngang nó ít lỗi lắm và thay rất là ít. Nếu mà thanh ngang lỗi nhiều nhất là chỉ có máy 1.000 với cả máy 2.000 thôi. Với cả con này đó đúng chỉ có lỗi ba lỗi đấy thôi. Con này thì lớp sơn thì nó sẽ bền bền sơn hơn con 2.000, không biết là có phải là có do ít dùng không hay như nào nữa. Nhưng mà nói chung nó chỉ ba lỗi, một là lỗi sọc ngang màn hình này. Có nghĩa là khi các bạn di chuyển nó sẽ có một cái bóng mẹ đen mờ nó theo sau. Cái đấy là lỗi phần cứng và không thay đổi được. Cái đấy và cái thứ hai là nó hay bị lỗi nguồn. Thứ ba thì là nó hay bị liệt nút. Đa số là liệt nút phía bên này này. Nó sẽ bị liệt nút X của nút vuông. Cái đấy thì thay vỉ thôi, cái đấy thì đơn giản. Và cái dòng này thì nó bị nhiều hơn cái con 2.000. Đến dòng thứ ba là dòng BB Go. Xin nói thật là dòng BB Go này nó rất là đẹp. Màn hình con này nó bé hơn màn hình con 1.000, 2.000, 3.000 và Air Slim. Nhưng mà cùng độ phân giải nên là nhìn cái con này các bạn cảm thấy màn hình nó đẹp hơn, mịn hơn. Chữ nó bé hơn mà. Nhưng mà nhược điểm thứ hai của nó là ưu điểm đấy nhá, đây là ưu điểm. Còn nhược điểm của hai, nhược điểm thứ nhất này. Đó là máy trượt. Nên là nó rất dễ là đứt cáp. Đa số con nào đứt mới còn đứt cả 10. Và hiện tại dòng này tôi không bán nữa tại vì đồ sửa chữa của nó không có nữa. Đồ sửa chữa con này bây giờ là thay cáp với cả của Alok thì dùng chung. Alok mấy con này dùng chung hết. 2.000, 3.000 với cả Air Slim thì là dùng chung. Còn 1.000, 2.000 là không dùng chung nhá. 1.000, 2.000 vẫn là Alok thường, không phải là Alok cáp. Đến 3.000 với cả Air Slim thì bắt đầu nó dùng cái Alok là Alok cáp rồi. Gọi là cáp nối ấy, chứ nó không không qua cái lớp vệ anh nhỉ, nó không qua lớp trung gian. Chứ còn 1.000 này mà 2.000 này mà muốn hết triệt để là chỉ có câu dây thôi. Mà thường chả ai câu dây cả, ít người câu dây lắm. Đến tớ là bây giờ tớ bảo là thôi block cái Alok, có nghĩa là không dùng Alok luôn. Hoặc nó hơi trôi trôi thì kệ, không quan trọng. Cái thứ hai, cái lỗi nhược điểm thứ hai của con này á thì nó chính là cái nút này, nút nó bé quá. Cái này cầm nó rất là khó, nếu bạn nào nữ ấy, thì cầm nó ok thôi. Như nam thì cầm nó rất là khó, những cái nút này bấm này nó di chuyển rất là khó. Về thực chất là mà con này thiết kế rất là đẹp và rất là ưng, chỉ tiếc là mỗi cái chỗ là máy trượt với cả là cái nút bấm thì nó hơi khó. Nút bấm này chính là cái nút bấm kim loại luôn nhá. Chứ không phải nút bấm cao su thôi. Nút bấm cao su thì bấm nó hay bị nát nát lắm. Đây là nút bấm kim loại luôn này nên bấm nó cũng là rất là sướng. Nó đỡ phải thay nhiều về cái độ đàn hồi này của nó là nó tính tính theo mấy năm ấy. Các bạn bấm liên tục này mấy năm nó cũng chả sao luôn. Nhưng mà máy 1.000, 2.000, 3.000 thì mà các bạn bấm liên tục 1-2 năm là nó nát hết cả cao su luôn. Nhưng mà cái đây không phải cao su. Ở đây cái này là nút kim loại nhá. Bây giờ tớ xin nói đến cái BP Air Slim. Air Slim này, đợi tí tớ xin lỗi tí tớ đang có điện thoại. Alo ạ. Anh không biết, anh gọi vào số 39 ý. Vâng. Bây giờ tớ xin nói về con BB Slim này này là con đời cuối cùng của dòng máy Sony BB sau khi kết thúc một dòng đời nó chuyển sang BS Vita. Thì BB Slim này sau thất bại từ BB Go thì Sony đã chuyển hướng sang cái con này và nó thiết kế lược bỏ bớt một số thành phần đi và nó pin thì nó thành làm pin liền bên trong rồi, pin dung lượng nó sẽ lâu hơn con 2.000 3.000 một tí. Thiết kế hai phía vỏ nhám nguyên khối này, nó thiết kế thành một đường thẳng luôn chứ nó không lồi lên như con 1.000 2.000 3.000 nữa nên cầm rất là đầm tay. Nhược điểm của con này hiện tại là tớ sửa con này nó rất là ít tại vì nó ít người người ta dùng nó cũng hỏng lắm tại vì nó cũng mới ra được có vài năm thôi mà 5-6 năm nên là độ sửa chữa của nó không có nhiều. Nếu mà gọi là sửa con này nhược điểm của nó thì có nghĩa là tớ nghĩ là giá thành sửa nó cao. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là pin nó liền bên trong là các bạn nếu mà thay pin các bạn phải tháo máy. Đó. Còn nếu mà thay màn hình con này thì màn hình con này tớ nói thật là luôn cầm nó dày hơn hẳn con 1.000, 2.000, 3.000. Độ cái setup của nó, màn hình của nó ấy, nó rất là chắc chắn. Nên là giá thành của nó cũng cao luôn. Cái màn hình con này giá nó cao lắm các bạn ạ. Nó không như giá thay màn hình của con 2.000, 3.000 đâu. Đó.
Thì tớ chỉ nói qua thế thôi. Các bạn bây giờ nếu các bạn muốn phân biệt, à đây cái chỗ này nó chỉ là lớp ni lông thôi nhá, các bạn có thể bóc ra. Cái này của tớ là máy, nó máy trưng bày chứ mà, thì tớ ở trong xung quanh tớ nó dán ni lông hết nên là cái này lại bóc ra thì lại như mới. Mà chỗ này này thì nó không phải là cảm ứng, các bạn bấm xuống được nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Để phân biệt các dòng máy thì nói chung là nếu mà để các bạn chơi để mà giải trí thì mua, chỉ nên mua dòng BP thôi chứ không cần thiết phải mua Bass Vita. BP nó đủ hết, giả lập hết, chơi được hết BP này, BS1 này, với cả 4 nút, 6 nút, đĩa mềm, đồ Sega, Game Boy luôn. Nên là mà để mà chơi mang tính giải trí thì mình nghĩ là mình chỉ chơi những cái con BP này thôi, chứ thực rất là Switch ấy, tớ cũng chơi nhưng mà tớ chỉ chơi có vài game thôi, tớ không chơi nhiều. Và có lẽ cái tuổi để chơi nó cũng không còn nữa, đi làm về bận lắm, buổi tối may ra chỉ chơi được 1 tiếng thôi nên là toàn chơi những cái trò đơn giản ngày xưa chứ không chơi được nhiều. Mà nếu mà tớ chơi thì tớ chỉ chọn những cái con dòng BP ngày xưa để tớ chơi thôi. Đây là những thẻ mà tớ bán cho khách, nhưng mà thì những trong máy nào tớ bán thì cũng thẻ nó cũng như này thôi, đủ hết 4 nút, 6 nút, rồi Game Boy và đĩa mềm nhá. Con này là chỗ này này, nó khắc là nó khắc chìm ấy chứ nó không nó in in nổi đâu, bọn kia là nó in nổi. Như con 2000 3000 ấy các bạn, đây tớ cho để cho các bạn xem con 3000. Đó, những cái chữ này nó in 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 nổi như này. In phẳng như này nhá. Theo thời gian là nó sẽ bị mờ mờ luôn chứ nó không không, không được như con Air Slim này. Nhưng mà rất tiếc là sau khi con Air Slim nó ra thì nó ngừng sản xuất luôn, nó chuyển sang con dòng Bass Vita luôn. Còn nếu mà gọi là khối lượng game mà đáng chơi nhất thì tôi thấy chỉ có mỗi Bass 2 với cả dòng BP, thì là có nhiều game thì đáng đáng chơi, game cũng hay. Thì ở đây là tớ đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt các máy rồi và năm sản xuất của nó rồi. Cái sản xuất cuối cùng của cái con này thì nó là năm 2014 là nó bắt đầu nó ngừng sản xuất con này, nó chuyển sang dòng Bass Vita. Bass Vita 1000 nó bắt đầu từ năm 2013 cơ. Đó. Này là nút cao su nhé. Nút cao su nó giống BP 2000 3000, nút cao su nó sẽ có độ nổi như này. Nó không phải nút kim loại đâu, nút cao su nhá. Đó, nút cao su. Đây, cái chỗ này thì nó không 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 phải là cảm ứng nhá. Các bạn bấm nút này này thì là bấm xuống ấy nhá. Chứ nó không phải là cảm ứng đâu. Cái con 1000 lúc đầu thì nó sẽ thiết kế hai cái loa đấy này, nhưng về sau là do mình hay chơi ấy. Đây này, để hay để tay đây này. Nên có thể là Sony đã cải tiến bắt đầu từ 2000 đổ đi, bắt đầu loa nó để hết lên phía trên. Đó. Hiện tại tớ chỉ chơi là toàn chơi BP của Bass Vita thôi chứ tớ không chơi gì nhiều lắm. Máy 3DS thì tớ chỉ chơi Pokemon và Mario, còn Switch thì hiện tại tớ cũng chỉ chơi Pokemon, chưa có game gì đáng để chơi. Tại vì Switch ấy thì nó hiện tại nếu mà gọi là game độc quyền thì nó có mỗi mấy game Mario Zelda thôi, còn đâu tất cả các game khác ấy đều là game bốt lại thôi. Resident Evil hay đấy nhưng mà bốt lại, toàn bốt lại, tớ chơi hết từ bên PS3 rồi. Còn nếu mà bản Resident Evil nếu mà gọi hay nhất thì tớ nghĩ là chơi 1 phần 1 phần 2 phần 3 ở trên bên 1 các bạn nhá.
Đây để tôi xem này, tôi đang nạp xem này. Con này cho Willow người lùn ngày xưa hay chơi ở ấy. Hiện tại tớ đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt đủ 5-6 dòng máy Sony BSV rồi nhá. Tớ chỉ xin nói lại là nếu các bạn muốn phân biệt là máy chính hãng hay là máy fake, các bạn mua phải máy fake thì các bạn chỉ có vào phần System Setting này thôi nhá. Xong rồi vào phần System Setting này, xong rồi vào phần About BSV này nhá. Tất cả các dòng máy nó không thể nào nó fake được đến như thế này đâu nhá. Nó chỉ được fake được cái vỏ ngoài thôi, còn hệ điều hành như thế này nó không fake được. Nên các bạn chưa mua cứ chọn vào System Information này, về cả About này, BSV này nhá, thì các bạn sẽ được phân biệt nó phải hàng chính hãng không. Hàng chính hãng có nghĩa là nó chạy được cái hệ điều hành của Sony ấy. Chứ nhiều nhiều người mua người ta không biết, người ta cứ thấy chữ BSV là người ta cứ mua mà không biết đấy là chỉ là cái máy tàu MV4. Sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số phần mềm mới. Xin chào các bạn.